Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đầu tư chứng khoán chi tiết từ A đến Z. Rất nhiều người đã hỏi tôi làm thế nào để bắt đầu đầu tư chứng khoán một cách cơ bản, hay cách tốt nhất để đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu là như thế nào. Nếu bắt đầu đúng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cho người mới bắt đầu để trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đi từ zero, con số 0, trở thành anh hùng, hero. Như bạn đã biết, top 25% người giàu nhất trên thế giới là nhà đầu tư chứng khoán. Ví dụ như Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, Jim Simon là những người giàu nhất thế giới và có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền kinh tế. Và hầu hết họ bắt đầu từ số vốn rất nhỏ. Với phương pháp đầu tư đúng và hệ thống quản lý chuyên nghiệp được thực hiện bền bỉ liên tục trong nhiều năm, họ đã nhân số tiền của họ lên gấp hàng trăm, hàng ngàn lần. Và tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách họ làm được như vậy và học theo phương pháp của họ để đạt được thành công tương tự. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Tôi đã quản lý danh mục cho các cá nhân và tổ chức chiến thắng thị trường chứng khoán cơ sở trong suốt 12 năm và liên tục thắng trong thị trường chứng khoán phái sinh kể từ khi tham gia với mức sinh lời vượt trội. Tôi đã học được rất nhiều bài học từ những tỷ phú chứng khoán và rút ra được công thức của chính tôi sau nhiều lần vấp ngã. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ rút ra được công thức cho riêng mình và bắt đầu công việc đầu tư ngay sau khi xem xong video này. Và đây là 5 bước quan trọng nhất mà bạn cần nắm được trước khi bắt đầu. Phần 1. Tìm hiểu chứng khoán là gì? Muốn kiếm tiền từ việc chơi chứng khoán thì bạn phải biết chứng khoán là gì phải không nào? Chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt, thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử nhằm xác nhận quyền sở hữu của chúng ta đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán bao gồm 4 loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng khoán phái sinh. Và tôi sẽ giải thích cực kỳ dễ hiểu trong ví dụ sau đây. Loại chứng khoán đầu tiên, cổ phiếu là gì? Giả sử bạn quyết định thành lập một công ty để kinh doanh món trà đá gia truyền do gia đình bạn để lại. Bạn đăng ký thành lập một công ty cổ phần trà đá với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Công ty của bạn có 3 cổ đông là bạn, mẹ bạn và em bạn, với giá trị ban đầu của một cổ phần là 10.000 đồng một cổ phần. Bạn định giá góp vốn bằng nhà của bạn này, một số trang thiết bị bàn ghế, một phần tiền để làm vốn lưu động để mua trà nguyên vật liệu và trả lương nhân viên. Tổng giá trị của những tài sản này là 100 tỷ đồng. Sau khi đăng ký thành lập công ty và làm các thủ tục góp vốn xong thì bạn đã có trong tay là 10 triệu cổ phần bằng 100 tỷ chia 10.000 đồng. Bạn thấy không? Rất dễ dàng để có cổ phần của riêng mình. Việc còn lại của bạn chỉ là tìm ra người mua quan tâm tới cổ phần của công ty bạn. Và số cổ phần này bạn có thể bán cho người khác qua sàn chứng khoán khi bạn niêm yết trên sàn giao dịch. Còn loại chứng khoán thứ hai nữa là trái phiếu, hay còn gọi là chứng khoán nợ. Tôi sẽ giải thích tiếp theo đây. Vâng, vì trà ngon, khách đông, bạn cần thêm tiền để mua bàn ghế mới, mở rộng kinh doanh. Thế nhưng bạn không muốn bán cổ phiếu cho người khác ngay bây giờ. Và giả sử rằng người chú giàu có của bạn cho bạn vay 50 tỷ với lãi suất là 15% một năm. Và bạn đã phát hành cho người chú của bạn một khoản trái phiếu trị giá 50 tỷ với mức lãi suất 15% một năm như vậy. Công ty của bạn bây giờ đã có tổng số vốn là 150 tỷ đồng. Trong đó 100 tỷ là tiền từ vốn cổ phần và 50 tỷ từ vốn trái phiếu. Đây là một khoản nợ. Và công ty của bạn sẽ phải ưu tiên chi trả khoản 50 tỷ cho trái phiếu của ông chú giàu có kia trước khi chia lợi nhuận cho các cổ đông còn lại là bạn, em bạn và mẹ bạn. Đi sâu hơn một chút nữa về loại chứng khoán thứ ba là chứng khoán phái sinh nhé. Bây giờ công ty trà đá của bạn tiếp tục làm ăn rất phát đạt. Và anh hàng xóm của bạn thấy công ty của bạn làm ăn rất tốt. Chàng trai thông minh đó phân tích thấy rằng cổ phiếu của công ty bạn sẽ tăng từ 10.000 đồng một cổ phần lên 50.000 đồng một cổ phần trong năm tới. Anh ta đi tìm một công ty cung cấp sản phẩm phái sinh cho cổ phần của công ty bạn và mua hợp đồng tương lai quyền chọn mua với giá 15.000 đồng một cổ phần trong năm tới. Anh ta chỉ phải chi trả là 2.000 đồng cho mỗi một quyền chọn này. Tức là sang năm, dù cổ phiếu của bạn tăng hay giảm như thế nào, anh ta vẫn có quyền mua cổ phiếu của bạn với giá là 15.000 đồng một cổ phần. Sang đến năm sau,
nếu cổ phiếu của bạn không tăng giá mà vẫn giữ nguyên giá trị thì anh hàng xóm bị lỗ 5.000 đồng một cổ phần, bằng 15.000 trừ 10.000. Thế nhưng anh ta chỉ mất tối đa là 2.000 đồng cho mỗi cổ phần mà thôi. Đây chính bằng giá của quyền chọn mà anh ta đã mua. Còn trường hợp ngược lại, nếu cổ phiếu của công ty bạn tăng lên như anh ta dự báo thì anh ta sẽ lãi đến 35.000 đồng, bằng 50.000 đồng trừ đi 15.000 đồng. Bạn thấy không nào? Vốn ban đầu bỏ ra chỉ 2.000 mà lãi tới 35.000. Nếu dự đoán đúng thì tỷ lệ lợi nhuận của anh ta lên tới 17,5 lần, rất xuất sắc. Còn một loại chứng khoán thứ tư nữa mà bạn cũng hay nghe nói đến là chứng chỉ quỹ. Giả sử sau khi bạn kinh doanh được 2 năm, anh hàng xóm thông minh của bạn đã thắng đậm trong việc dự báo cổ phiếu của công ty trà đá đã tăng giá lên 50.000 đồng một cổ phần. Anh ta quyết định thành lập một công ty riêng để chuyên đi đầu tư vào ngành trà đá, gọi là công ty quản lý quỹ trà đá, và thu hút vốn của các nhà đầu tư khác bằng khả năng đầu tư xuất sắc của mình. Công ty của anh hàng xóm phát hành chứng chỉ quỹ có giá trị là 500 tỷ đồng cho các nhà đầu tư để huy động vốn cho quỹ đầu tư trà đá 1. Quỹ này chuyên đi đầu tư vào ngành trà đá tiềm năng như công ty của bạn. Và anh ta niêm yết quỹ trà đá 1 đó lên sàn. Nó được gọi là chứng chỉ quỹ trong ngành trà đá. Sau khi thành công, anh ta có thể tiếp tục mở thêm quỹ trà đá 2, quỹ trà đá 3 để mở rộng cho sự thành công của mình. Vậy là bạn đã nắm được 4 loại chứng khoán cơ bản: cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và chứng chỉ quỹ. Đầu tư chứng khoán là bạn sẽ lựa chọn đầu tư vào 4 sản phẩm này. Lợi ích sẽ đến từ việc biến động giá của chứng khoán và cổ tức, lãi vay từ doanh nghiệp. Chúng ta hãy sang phần 2, cách giao dịch chứng khoán và những công cụ cần thiết. Mua bán chứng khoán hay giao dịch chứng khoán ở đâu? Có 3 nơi ở Việt Nam mà bạn có thể giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, OC, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX. Việc giao dịch chứng khoán ở trên hai sàn này khá đơn giản. Bạn chỉ việc mở một tài khoản chứng khoán để giữ chứng khoán và tiền và sau đó thực hiện giao dịch qua đó. Sàn thứ ba là cái sàn OTC ở các công ty chứng khoán hoặc tại chính doanh nghiệp đó. Đó là những chứng khoán của những công ty chưa niêm yết hoặc đang chuẩn bị niêm yết sẽ được giao dịch thỏa thuận tại đây. Bạn có thể mua chúng thông qua người môi giới, giống như đi mua bất động sản. Họ giúp bạn kết nối với người bán và giúp bạn làm thủ tục chuyển nhượng tại các công ty chứng khoán. Có thể bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại đi mua những cổ phiếu chưa niêm yết làm gì nhỉ? Mua xong lại phải đi tìm người bán vất vả, rồi bán cho ai đây? Có một số cách đầu cơ với cổ phiếu chưa niêm yết và tôi sẽ cho bạn một ví dụ ngay bây giờ. Trong năm 2015 đến 2016, cổ phiếu của những công ty chưa niêm yết được định giá thấp và sau khi lên sàn thì tăng lên khá nhiều. Ví dụ, cổ phiếu Sabeco là tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Khi giao dịch ở thị trường chưa niêm yết là OTC á, là chỉ ở mức giá 70.000 đồng đến 90.000 đồng một cổ phiếu. Rất nhiều nhà đầu tư đã đánh cược rằng nó sẽ tăng giá mạnh khi niêm yết. Và sự thực là như vậy. Khi chào sàn, giá khởi điểm của cổ phiếu Sabeco là 110.000 đồng một cổ phiếu và sau đó nó tăng vọt lên 200.000 đồng, rồi đạt đỉnh điểm lên đến 325.000 đồng một cổ phiếu, gấp gần 4 lần so với giá trước khi niêm yết. Và điều này đã giúp cho các cổ đông của Sabeco lãi lớn. Tuy nhiên, một ví dụ khác cho thấy rằng mỗi chiến thuật chỉ có hiệu quả trong một giai đoạn nhất định. Sang tới năm 2017-2018 thì ngược lại, rất nhiều cổ phiếu đã được định giá rất cao trước khi niêm yết. Chủ doanh nghiệp đã hiểu cách thị trường đang ưa chuộng và họ đã tạo ra món ăn phù hợp cho thị hiếu của thị trường. Ví dụ cổ phiếu Techcombank TCB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam là một ví dụ cụ thể. Trước khi niêm yết, Techcombank được các tổ chức định giá là 128.000 đồng một cổ phiếu. Mà lên sàn xong là Techcombank chỉ có cắm mặt rơi 20% các bạn. Sau khi lên sàn, Techcombank cũng bắt đầu chia thưởng cổ phiếu và tăng vốn. Thế nhưng việc này cũng không nâng đỡ nổi giá cổ phiếu. Quá đắng dành cho những người mua OTC đợi lên sàn. Còn những người bán sớm trước khi lên sàn lại là những người hưởng lợi nhiều nhất. Bạn cần thuộc kỹ các bài chơi này khi chọn mua các cổ phiếu OTC với sự đánh giá kỹ lưỡng nhé. Và tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để mở tài khoản mua bán chứng khoán và nơi nào là tốt nhất để mở. Trước khi mua bán chứng khoán thì phải có tài khoản giao dịch chứng khoán. Nó giống như tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng thay vì ngân hàng cung cấp thì công ty chứng khoán sẽ cung cấp cho bạn. Bạn có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau. Thủ tục mở thì rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn bạn trong bước tiếp theo nhé. Mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt nhất?
có tới hơn 70 công ty chứng khoán trên thị trường cung cấp dịch vụ này để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn chỉ nên lựa chọn khoảng 10 công ty để mở tài khoản mà thôi. Đây là nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất. Tổng nhóm này chiếm tới hơn 60% thị phần và họ sẽ tồn tại, phát triển cùng với thị trường. Khi đó, tài khoản của bạn sẽ an toàn hơn. Hơn 60 công ty chứng khoán còn lại thì sao? Hầu hết họ đang thua lỗ hoặc đang khó khăn để cầm cự trên thị trường. Khả năng họ sẽ biến mất hoặc bán lại trong thời gian tới. Và có khá nhiều nhà đầu tư đã mất tiền vì mở tài khoản ở những công ty chứng khoán nhỏ trước đây. Vì vậy, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm những công ty chứng khoán tốt nhất. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách 10 công ty chiếm thị phần lớn nhất HSX là sàn chứng khoán Hồ Chí Minh ở đây. Bạn sẽ thấy được thông tin thống kê và công bố của sàn về thị phần môi giới gần nhất. Bạn chọn khung thời gian, rồi bấm vào xem kết quả. Bạn sẽ có danh sách mới nhất của top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất sàn về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Vậy là bạn đã có danh sách các công ty chứng khoán tốt nhất để mở tài khoản. Bây giờ mở tài khoản chứng khoán như thế nào? Sau khi bạn đã có danh sách này, bạn sẽ bấm vào tên của từng công ty. Ví dụ, tôi bấm vào SSI, công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Bạn có thể thấy website của công ty ở trên và tìm tới mục mở tài khoản hoặc gọi cho số hotline. Việc mở tài khoản sẽ được nhân viên môi giới hướng dẫn chi tiết và rất đơn giản. Bạn chỉ cần có chứng minh nhân dân, hộ chiếu nếu đến trực tiếp hoặc có thể ký từ xa. Thường là sẽ có yêu cầu có giấy xác nhận chữ ký của địa phương. Theo tôi thì bạn nên mở tài khoản ở ít nhất 3 công ty chứng khoán khác nhau để nhận được nhiều thông tin hơn, so sánh được phần mềm giao dịch và dịch vụ. Và sau đó thì bạn có thể lựa chọn một công ty nào đó cảm thấy tin tưởng và giao dịch lâu dài. Tiếp theo, giao dịch chứng khoán phải mất những loại phí gì? Phí của việc giao dịch chứng khoán thì khá đơn giản. Có những loại phí sau: phí giao dịch chứng khoán cơ sở 0,15% đến 0,4% cho mỗi lần giao dịch. Phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng cho mỗi hợp đồng. Thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% cho mỗi lần giao dịch. Và thuế thu nhập từ việc nhận cổ tức bằng tiền mặt là 5%. Rất rẻ so với những việc mua bán những tài sản khác như bất động sản, hàng hóa và tiềm năng sinh lời thì rất lớn. Nếu muốn tìm hiểu thêm, trên website của các công ty chứng khoán đều có những biểu phí chi tiết và bạn có thể vào đó tham khảo. Bây giờ, bạn đã hiểu cách lựa chọn công ty chứng khoán tốt nhất để mở tài khoản. Tiếp theo đây, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đặt lệnh chứng khoán như thế nào. Trong phần này, tôi sẽ đi qua những công cụ cần thiết cho việc giao dịch. Tôi sẽ không hướng dẫn cách thức đặt lệnh mà bạn có thể tìm kiếm ở rất nhiều nơi như là lệnh ATO, ATC là gì, thời gian giao dịch hay là bước giá. Những cách thức đặt lệnh như vậy có rất nhiều ở tại website các công ty chứng khoán. Ví dụ như ở đây là hướng dẫn các loại lệnh của công ty chứng khoán Techcombank. Bạn có thể thấy họ hướng dẫn các loại lệnh rất là chi tiết và những cái hướng dẫn cơ bản về đặt lệnh cổ phiếu, các loại lệnh, lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh điều kiện ra làm sao. Hay hướng dẫn về giao dịch chứng khoán của công ty chứng khoán VPS. Đây là hướng dẫn phần mềm, sử dụng phần mềm, cách đặt lệnh, cách xem giá, thay đổi mật khẩu, xem lãi lỗ, vân vân. Tất cả đường link trong bài này được đính kèm ở phần mô tả của video để bạn tham khảo. Còn bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn những kiến thức mà bạn không tìm thấy ở nơi nào khác. Chúng ta sang phần là các công cụ hỗ trợ cho giao dịch. Điều đầu tiên là bảng giá chứng khoán. Tôi thì thường sử dụng bảng giá này của HSC. Như bạn thấy ở đây, bảng giá được phân ra thành rất nhiều bảng giá con khác nhau để bạn dễ dàng theo dõi. Ví dụ tôi đang xem bảng giá của VN30 là top 30 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất sàn HOSE. Bạn có thể thấy mã chứng khoán ở đây, giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, tức là biên độ giao dịch trong ngày, giá cao nhất là ở giá trần và giá thấp nhất là ở giá sàn. Room nước ngoài còn trống, hôm nay nước ngoài mua và bán như thế này. Bảng giá sẽ cho bạn thấy là 3 mức giá mua lớn nhất, cao nhất và 3 mức giá bán thấp nhất. Mức giá khớp lệnh cao nhất và thấp nhất được ghi ở đây và tổng khối lượng giao dịch thực hiện được ghi ở đây. Bạn có thể kéo xuống và thấy top 30 cổ phiếu VN30 trong bảng này như thế này. Ở phần trên thì là đồ thị
của những chỉ số chính. Bạn có thể nhìn thấy đây là chỉ số VN Index, có cái khối lượng giao dịch của cả thị trường, bao gồm cả thỏa thuận và cả khớp lệnh. Đơn vị được tính bằng triệu cổ phiếu. Đây là chỉ số chính VN Index, mức độ tăng giảm, số cổ phiếu tăng, số cổ phiếu giảm và số cổ phiếu tham chiếu. Đây là chỉ số VN30. Đồ thị này thì bạn có thể bấm vào và theo dõi sự biến động trong phiên một cách chi tiết. Tương tự như vậy là VN All Share, chỉ số HX Index, chỉ số HX30 và sàn Upcom. Hầu hết các chỉ số này đều có cái sự đồng điệu, trừ những trường hợp đặc biệt, đó là tăng giảm cùng với nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo những cái bảng giá khác liên quan đến tất cả sàn HOSE, tất cả sàn HX, tất cả sàn Upcom, và sàn ưa thích của tôi là chứng khoán phái sinh thì nằm ở đây. Với cái mức tổ chức tương tự như vậy, 3 mức giá mua cao nhất, 3 mức giá bán tốt nhất, tổng khối lượng giao dịch, tổng khối lượng mở hợp đồng như thế này. Ok, ngoài phần mềm của các công ty chứng khoán và bảng giá chứng khoán thì bạn cần quan tâm tới một số công cụ vô cùng đắc lực nữa, ví dụ như là TradingView. Đây là công cụ TradingView mà tôi rất hay sử dụng. Nó cho bạn những cái công cụ về kỹ thuật rất chi tiết và bạn có thể add vào bất kỳ lúc nào ở đây. Chọn chỉ số hoặc mã chứng khoán bạn cần add và hiện ra ngay là cổ phiếu Việt Nam của Vinamilk chẳng hạn. Bạn bấm vào nó thì hiện ra ngay cổ phiếu, mua đồ thị và khối lượng ở dưới. Ngoài ra thì bạn có thể là add rất nhiều những cái dấu hiệu và công cụ phân tích kỹ thuật như tôi đang show cho bạn đây. Đây là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ nhất mà tôi từng được biết trên thị trường. Đó, về việc sử dụng những công cụ này như thế nào cho hiệu quả thì tôi sẽ chia sẻ trong một video khác. Ngoài ra, một công cụ vô cùng quan trọng nữa của TradingView mà tôi hay sử dụng đó là cái Tech Notes. Đây là cái cách để tôi ghi lại nhật ký hàng ngày, cách để tôi theo dõi cái sự đánh giá và hành động của tôi trong từng phiên. Và sau đó tôi học hỏi lại từ những sai lầm và rút kinh nghiệm từ những cái hành động của mình trong từng phiên. Đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà tất cả các nhà đầu tư muốn thành công thì đều phải thành thạo. Đó là việc ghi nhật ký giao dịch và học hỏi từ những hành động của mình. Nếu tiếng Anh của bạn tốt thì bạn có thể đọc tin tức khách quan đa chiều từ Reuters, tin tức từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về các chính sách tiền tệ khi thay đổi thì có ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường tài chính. Và đây là lịch của các sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính trên thế giới. Toàn bộ các sự kiện trong tuần, từ lớn đến nhỏ, và được bố trí theo cái giao diện rất là dễ xem. Bạn có thể thấy rằng những cái dự báo của các nhà kinh tế là cái phần forecast này, của kỳ trước là ở đây, và thông tin thực tế thì ra nằm ở đây. Khi bạn theo dõi trang thông tin này thì tất cả những sự kiện lớn ảnh hưởng đến thị trường tài chính, ảnh hưởng thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán hầu hết đều nằm ở đây. Và bạn sẽ không bỏ sót những buổi họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay là của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, hay là những chỉ số bán lẻ của Mỹ được công bố hàng tuần. Sau đó thì bạn có thể kiểm tra những cái trang thông tin khác ở Việt Nam, ví dụ như là trang tài chính chứng khoán cafep.vn, trang thông tin rất là nổi tiếng và có lưu trữ rất nhiều thông tin của những cái mã cổ phiếu trên sàn. Tôi ví dụ cho bạn một cái mã cổ phiếu đây. Bạn gõ tên mã cổ phiếu ra thì có thể thấy rất nhiều thông tin bổ ích về mức giá, những chỉ số cơ bản, đồ thị kỹ thuật, tin tức sự kiện liên quan, thông tin tài chính, doanh thu giá vốn theo kỳ từng kỳ một, rồi thông tin cơ bản của công ty giới thiệu, bán lãnh đạo và sở hữu, những công ty con và liên kết, và báo cáo tài chính thì bạn có thể tải ở đây. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm một kênh nữa, đó là trang F39. Đây là một diễn đàn chứng khoán lâu đời và có tất cả loại thông tin liên quan đến tin đồn, làm giá. Đây, bạn có thể xem những thông tin mang tính chất nội bộ, mang tính chất chia sẻ, ý kiến, phân tích, tất cả mọi thứ trên này. Lưu ý rằng đây chỉ là một kênh tham khảo để mọi người tự do đưa ra ý kiến của mình.
Cùng với đó là tôi khuyên bạn nên đăng nhập vào những trang web của công ty chứng khoán hàng đầu và top 10 công ty chứng khoán ở trên. Bạn đăng nhập vào đó và đăng ký thông tin để nhận thông tin cập nhật miễn phí và thông tin phân tích miễn phí của công ty đó. Và hãy nhớ rằng rất thận trọng khi đọc những lời phân tích của công ty này. Như kinh nghiệm của tôi thì hiếm khi họ dự đoán đúng thị trường. Và đặc biệt rằng là khi tất cả các công ty chứng khoán cùng đồng thuận là thị trường sẽ tăng hoặc giảm, thì thị trường nó sẽ đi theo chiều ngược lại. Rồi trang web của chính những công ty bạn đầu tư, hoặc trang web của Ủy ban chứng khoán, trang web của Tổng cục Thống kê, vân vân, một số trang web khác nữa mà bạn có thể tìm thấy được nguồn thông tin hữu ích. Tất cả những trang web này được ghi trong phần mô tả của video và bạn có thể xem bất kỳ khi nào. Bây giờ, bạn đã biết được cách thức giao dịch chứng khoán cơ bản, biểu phí và những công cụ. Phần tiếp theo rất là quan trọng, đó là lựa chọn phương pháp đầu tư chứng khoán phù hợp với bạn. Điều này vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi sai lầm và tiêu tốn của bạn rất nhiều thời gian và tiền bạc ngay từ ban đầu. Đó là việc lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp với đặc điểm, tâm lý và tính cách của bạn. Có thể bạn sẽ phải thử rất nhiều phương pháp và sau đó rút ra một phương pháp hiệu quả nhất cho chính mình. Khi bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán, bạn sẽ nghe thấy rất nhiều phương pháp hấp dẫn và trái ngược nhau, thậm chí có vẻ rất là lạ kỳ. Từ những thứ cơ bản như là phương pháp đầu tư vào quỹ chỉ số, phương pháp đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, phương pháp đầu cơ hàng ngày với chứng khoán phái sinh và chứng khoán có thanh khoản tốt, hay là đầu tư vào cổ phiếu có định giá thấp, hoặc đầu tư theo phương pháp của các tỷ phú như Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher mà tôi đã làm những cái video hướng dẫn, bạn có thể xem trên kênh của tôi ở đây. Hoặc là đầu tư theo mô hình sóng, Elliott, sóng Dow, theo mô hình CanSlim, mô hình chiếc hộp của Nicholas Davas, hay còn có người tạo ra cả bảng tuần hoàn chứng khoán, khá là nhảm nhí, hay là chiêm tinh chứng khoán, xem sao đánh chứng khoán, cá nhân tôi thì thấy rất là nhảm nhí. Có rất nhiều người đơn giản là chẳng có phương pháp nào cả, họ chỉ đầu tư theo tin đồn và lời khuyên của những chuyên gia khác mà thôi, những chuyên gia môi giới, những người bạn bè của họ, vân vân. Những nhà đầu tư theo tin đồn như vậy thì rất hay bị thua lỗ và nhanh chóng bay khỏi thị trường. Tôi khuyên bạn nên thử tất cả những phương pháp này với những tâm lý thận trọng và số tiền thử nghiệm rất nhỏ. Bạn sẽ tự nhận ra rằng mỗi phương pháp này có cái hiệu quả tới đâu và phương pháp nào là phù hợp với bản thân bạn. Bản thân tôi thì đã thử tất cả những cách này và rút ra phương pháp cho chính mình là đầu tư hàng ngày với chứng khoán phái sinh và chứng khoán tăng trưởng. Cá nhân tôi thì có tâm lý vững và tuân thủ kỷ luật rất cao. Tôi có khả năng cảm nhận biến động của thị trường khá sát sau thời gian dài giao dịch nên đặc biệt phù hợp với phương pháp này. Khi thực hiện các phương pháp khác nhau, bạn sẽ gặp phải nhiều giả thuyết, có lúc đúng, có lúc sai. Nhưng quan trọng hơn là bạn sẽ phải rút lui nhanh trong trường hợp giả thuyết của bạn có dấu hiệu sai, và ngược lại, nắm giữ đủ lâu để lợi nhuận của bạn đạt mức tối đa. Với việc nắm giữ đủ lâu, bạn có biết Warren Buffett sẽ mua càng nhiều càng tốt và sẽ không bán cho tới khi cổ phiếu đó còn đáp ứng được những tiêu chí đầu tư của ông. Tôi đã có một video riêng về việc này, là 4 nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett. Khi bạn chọn được các phương pháp đầu tư rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 4. Đó là 3 nguyên tắc để giao dịch chứng khoán thành công. Với 3 nguyên tắc quan trọng này, tôi đã kiếm ra tiền ngay cả khi thị trường đi xuống và hầu hết những nhà đầu tư tôi biết đều thua lỗ. Và tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ. Nguyên tắc thứ nhất cần phải ứng dụng là lãi suất kép. Chắc bạn đã từng nghe câu lãi suất kép là kỷ quan thứ 8 của nhân loại của Albert Einstein. Nếu ví tiền bạc như cái cây và bạn cần chăm sóc cái cây này sinh sôi nảy nở, thì lãi suất kép chính là nguồn nước cần thiết để tưới cho cây tiền bạc của bạn mỗi ngày. Lãi suất kép hiểu đơn giản là sau khi lấy lãi về, góp vào tiền vốn, tái đầu tư toàn bộ số tiền đó để sinh lời tiếp. Dân gian mình vẫn gọi là lãi mẹ đẻ lãi con đấy các bạn ạ. Để rõ hơn, hãy nghe nhà đầu tư nổi tiếng và giàu có nhất thế giới Warren Buffett nói về lãi suất kép. Khi được hỏi điều gì khiến ông trở thành một trong số những người đàn ông giàu có nhất trên thế giới, ông mỉm cười và nói rằng có 3 điểm cốt lõi. Thứ nhất, nước Mỹ có những cơ hội tuyệt vời. Thứ hai, nhờ gen tốt, tôi có thể sống lâu. Và thứ ba, đó là lãi suất kép. Bạn hãy nhìn vào kết quả đầu tư của ông dưới đây. Công ty Berkshire Hathaway của ông đã có tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm là 20%. Con số này tính ra theo một năm thì nghe có vẻ không hấp dẫn lắm nhỉ? Nhưng bạn đừng bị nó đánh lừa. Với lãi suất kép 20% mỗi năm, chỉ sau 13 năm liên tiếp thì tài sản của bạn đã tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần bạn nhé. Tức là 1 tỷ sẽ thành 10 tỷ sau 13 năm. Năm đầu tiên số tiền lãi chỉ là 200 triệu.
năm thứ 2 số lãi là 240 triệu. Nhưng mà riêng tới năm thứ 13 thì số tiền lãi đã là 1,6 tỷ, còn hơn cả số tiền gốc ban đầu là 1 tỷ. Với Warren Buffett, giả sử năm 1965, ông gặp người ông của bạn, người ông thông thái của bạn, quyết định đầu tư 10.000 đô la số tiền tiết kiệm của gia đình vào Berkshire Hathaway và dự kiến sẽ làm tài sản thừa kế cho bạn sau này. Thì tới nay, năm 2020, sau 54 năm, số tiền thừa kế của bạn đã trở thành 188 triệu đô la. Và tin tốt cho bạn là bạn đã trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới. Nếu muốn thành công, bạn phải tận dụng được nguyên lý này cho việc đầu tư của mình bằng cách tránh tối đa những thua lỗ lớn và tập trung vào việc tiền sinh ra tiền hàng năm. Tôi có món quà dành cho bạn ở đây. Đây là link download bảng tính lãi suất kép. Link này cũng sẽ được đính kèm trong phần mô tả của video. Hãy sử dụng bảng Excel ở đường link này để tự tính toán số tiền bạn dự tính đầu tư và sẽ sinh lời thành bao nhiêu với công thức tôi đã làm cho bạn. Giả sử bạn sẽ đầu tư trong 9 năm với số tiền là 20 triệu đồng, lãi suất kép hàng năm là 30% một năm. Bạn sẽ nhập số tiền vào đây và tìm mức sinh lời ở dòng số 9 và lãi suất ở cột 30%. Bạn sẽ tìm thấy số 10.6045, tức là 1 đồng của bạn sẽ sinh lời thành 10,6 đồng sau 9 năm đầu tư với lãi suất kép là 30% một năm. Bạn thấy thế nào? 20 triệu của bạn bỏ ra hôm nay đã trở thành 212 triệu sau 9 năm đầu tư, gấp hơn 10 lần. Và nếu bạn bỏ ra 2 tỷ thì sẽ thành 21 tỷ sau 9 năm đầu tư. Và đây là cách những nhà đầu tư giàu có nhất thế giới đang giúp cho bản thân họ và hàng ngàn người khác giàu có mỗi ngày. Tôi nhắc lại rằng muốn thành công vượt trội trong đầu tư chứng khoán, bạn phải tận dụng được nguyên lý này cho việc đầu tư của mình. Hãy tránh tối đa những thua lỗ lớn và tập trung vào việc sinh lời đều đặn hàng năm và để lãi suất kép thực hiện sự diệu kỳ của nó. Sau khi bạn nắm được bí quyết thứ nhất về lãi suất kép, giờ là lúc bạn chuyển sang bước tiếp theo để học cách thực hiện nó. Nguyên tắc thứ hai là quản lý danh mục hiệu quả. Quản lý danh mục hay quản lý tài sản là việc chuyển đổi các loại tài sản như tiền, chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh để đảm bảo mức sinh lời tối đa. Tất cả chỉ để tập trung vào việc để lãi suất kép ở trên đều đặn và ổn định. Việc quan trọng nhất là gì? Bạn cần học cách để chấp nhận thường xuyên những thua lỗ nhỏ thật nhiều. Nghe kỳ lạ phải không ạ? Hãy coi việc quyết định sai, cắt lỗ là việc bình thường để bạn quen với việc đưa ra những quyết định nhanh chóng trong những tình huống thị trường đảo chiều đột ngột. Hoặc khi giả thuyết về đầu tư của bạn không đi đúng hướng như kỳ vọng, chứng khoán bạn mua đột nhiên sụt giảm bất ngờ và bạn không có thông tin nào cụ thể, bạn cần hành động nhanh chóng và thoát khỏi vị thế bất lợi càng nhanh càng tốt. Mấu chốt ở đây là nếu tỷ lệ thua lỗ nhỏ thì bạn sẽ dễ dàng kiếm được lợi nhuận ở những giao dịch thành công tiếp theo. Rất nhiều nhà đầu tư mà tôi biết cực kỳ thông minh, cực kỳ tài năng nhưng vẫn thất bại vì không tuân thủ nguyên tắc này. Họ chiến thắng trong tới 90% trường hợp nhưng sụp đổ chỉ trong một thương vụ thất bại mà thôi. Một thương vụ thất bại do không tuân thủ kỷ luật đã lấy đi tất cả của họ. Với bản thân tôi, tỷ lệ đúng trung bình của tôi vào khoảng 70%. Và tôi thường xuyên chấp nhận rằng mình đã ra quyết định sai lầm và chấp nhận cắt lỗ sớm. Ban đầu việc này có cảm giác rất khó chịu, nhưng khi làm thật nhiều, chúng sẽ trở thành thói quen. Và tôi thường cảm ơn bản thân mình vì đã tuân thủ thói quen đó thường xuyên. Bạn chỉ cần đúng 60% tới 70% số lần ra quyết định để có thể đạt được mức sinh lời vượt trội so với thị trường. Điều này có lẽ là khác với những điều mà bạn thường nghe đúng không? Các nhà tư vấn dở hoặc những tay môi giới không có kiến thức sẽ khuyên bạn như nào? Yên tâm đi, cứ giữ cổ phiếu dù thị trường sẽ lên vì vĩ mô đang tốt. Đây là câu cửa miệng của những tay tư vấn bất lương mà không biết mình đang nói gì. Hay lợi nhuận năm nay của mã cổ phiếu này là kỷ lục, nó sẽ chỉ giảm tối đa là 30% rồi bật lên thôi. Thường thì nó sẽ giảm đến 50% và có thể nằm luôn ở đó nhiều ngày. Hay là anh chị phải tin em, rất nhiều công ty chứng khoán nhận định cổ phiếu này cực kỳ tốt và nó sẽ sớm lên lại. Những bài viết khen ngợi này thường được trả tiền bởi nhóm cổ đông bất lương đang muốn lừa tiền của bạn. Đây là một số ví dụ về việc thua lỗ lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả đầu tư của bạn như thế nào. Nếu mỗi năm tài khoản của bạn sinh lời 30% thì bạn sẽ chỉ cần 9 năm để tăng 10 lần tài khoản. Nhưng nếu chỉ một giao dịch không cẩn trọng mà khiến bạn lỗ mất 30% thì bạn sẽ mất thành 15 năm để đạt được con số này. Còn nếu bạn sa chân vào những cổ phiếu dở bị làm giá mà lỗ tới 50% thì thôi, cuộc đời héo úa, sẽ mất tới 25 năm để đạt tới con số này. Nên phải thận trọng gấp đôi với những thua lỗ lớn. Sau khi bạn đã hiểu được nguyên lý thứ hai về quản lý danh mục rồi thì giờ là lúc chuyển sang nguyên lý thứ ba về rèn luyện kỹ năng giao dịch hàng ngày.
Thiên tài là 1% cảm hứng, còn 99% là do rèn luyện mà nên. Nhà phát minh Edison đã nói như vậy. Câu này đúng với rất nhiều ngành nghề và cực kỳ đúng với việc thành công trên thị trường chứng khoán. Tại sao lại như vậy? Cho dù tôi có chỉ cho bạn tất cả các kiến thức ở trên, nhưng nếu bạn không dành thời gian để thực tập và vận dụng nhuần nhuyễn thì vẫn mất sạch tiền. Cũng giống như bạn đọc toàn bộ các bí kíp võ công nhưng luyện tập chưa đủ thì ra đường vẫn bị người ta đánh cho một chưởng mà chết. Chính vì vậy, việc tự thực hành đầu tư, rút kinh nghiệm và hình thành phương pháp giao dịch của riêng bạn sẽ là mấu chốt quyết định tới việc thành công của bạn. Có một số yếu tố cực kỳ quan trọng giúp bạn tiến bộ hàng ngày mà bạn cần phải biết ở đây. Thứ nhất là bạn phải ghi nhật ký giao dịch để tự rút kinh nghiệm hàng ngày cho mình. Thường tới 90% quyết định giao dịch được đưa ra một cách vội vàng khi tâm lý của bạn bị nhiễu loạn bởi những thông tin ồ ạt của thị trường, bởi biến động giá chứng khoán liên tục. Việc ghi nhật ký giao dịch chỉ mất 15 phút hàng ngày nhưng sẽ mang lại cho bạn cực kỳ nhiều lợi ích. Thứ hai là cố gắng tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm trong mọi tình huống. Kể cả khi bạn dựa vào ý kiến của người khác, thế nhưng khi bắt đầu thực hiện thương vụ thì bạn phải tự chịu trách nhiệm và tự đưa ra quyết định của mình. Thứ ba là đọc những nguồn thông tin chính thống, không đọc và tránh bị nhiễu loạn bởi những thông tin rác. Đó là những cái nhận định không có nền tảng kiến thức cơ bản, hay những thương vụ đầu cơ không rõ ràng, hay những lời hô hào đội nhóm trên diễn đàn. Thứ tư, bạn phải dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tự học về phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích cơ bản, phân tích tâm lý giao dịch và phân tích kỹ thuật. Những kỹ năng phân tích này tôi sẽ nói trong phần 5. 3 kỹ năng quan trọng cần rèn luyện hàng ngày. Thứ nhất là phân tích chứng khoán cơ bản. Việc này cho bạn nhận diện được đâu là cổ phiếu tốt, đâu là cổ phiếu không tốt và đâu là cổ phiếu rác. Trong mỗi chu kỳ của nền kinh tế thì nên quan tâm đến nhóm cổ phiếu nào. Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, thương mại, tỷ giá ảnh hưởng tới thị trường và các nhóm ngành ra làm sao. Cách đọc hiểu báo cáo tài chính và những yếu tố chính cần theo dõi. Thường một công ty thì có rất nhiều loại thông tin. Thế nhưng tuy nhiên nó chỉ có 3 đến 5 thông tin quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận và tình hình tăng trưởng của công ty đó. Và khi phân tích thì bạn cần cố đọc được những thông tin đó là thông tin gì. Có rất nhiều vụ lừa đảo trên thị trường chứng khoán diễn ra bởi có quá ít nhà đầu tư thực sự quan tâm tới những chỉ tiêu quan trọng trong báo cáo tài chính. Việc những công ty tăng vốn ảo cả ngàn lần vốn thực hay tạo ra lợi nhuận nhờ các thủ thuật tài chính đang rất phổ biến trên thị trường và bạn cần nắm được những thông tin này. Về phần này, tôi đã làm một video về cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường được chắt lọc từ cuốn sách kinh điển cùng tên của Philip Fisher. Bạn có thể xem ở trên kênh của tôi. Phần thứ hai là phân tích kỹ thuật, phân tích xu hướng. Bạn cần phân tích được xu hướng của thị trường để phán đoán được xu hướng và lựa chọn các chiến thuật mua theo đà tăng trưởng, mua tại điểm bùng nổ, mua bán trong biên độ hay những kỹ năng khác. Việc này sẽ giúp bạn hành động vào ra hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận. Và bạn nhớ đừng bỏ qua trang web tuyệt vời về phân tích kỹ thuật TradingView mà tôi đã nói ở phần trên. Trang này có tất cả các loại tài sản và đồ thị phân tích cần thiết. Bạn cũng có thể tận dụng nó như một trang để ghi lại nhật ký giao dịch hàng ngày. Bạn cũng sẽ cần thành thạo với các loại lệnh giao dịch trên thị trường như lệnh giao dịch giới hạn, lệnh ATO, ATC, lệnh MP, v.v. Và đặc biệt là thành thạo với các dấu hiệu đảo chiều, dấu hiệu tích lũy, dấu hiệu bùng nổ hoặc dấu hiệu buồn ngủ của thị trường. Và đặc biệt nhất, hãy nhớ trong việc cắt lỗ và chốt lời theo nguyên tắc giao dịch của bạn. Ví dụ như cứ lỗ 2% hoặc là 3% thì bạn tự động phải cắt lỗ và đừng có quan tâm tới lý do xảy ra là gì. Về phân tích kỹ thuật thì có rất nhiều cuốn sách hướng dẫn chi tiết việc này và bạn chỉ cần đọc khoảng 5 đến 10 cuốn sách khác nhau trên thị trường là có thể nắm rõ được tất cả các kiến thức và bắt đầu thực hành. Phần 3 là tâm lý giao dịch chứng khoán. Theo các nghiên cứu khoa học thì 90% kết quả hành động thường ngày là đến từ tâm lý và tới từ những hành vi trong tiềm thức của chúng ta. Điều này đặc biệt đúng trên thị trường chứng khoán. Khi bạn bình tĩnh, nhịp tim ổn định, đầu óc minh mẫn thì việc ra quyết định thường là chính xác và theo kế hoạch định sẵn. Nhưng khi thị trường giảm giá, bạn lo sợ, gây ra việc không dám hành động. Hoặc bạn mất bình tĩnh vì thị trường diễn biến quá bất ngờ thì sinh ra hành động nông nổi. Hoặc khi bạn đang vui sướng quá vì cổ phiếu tăng quá nhanh thì bạn sinh ra sự chủ quan. Điều này thì không chỉ xảy ra với các nhà đầu tư mới mà rất nhiều nhà đầu tư lâu năm cũng bị những bẫy tâm lý này ảnh hưởng. Và đặc biệt là việc này nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Cá nhân tôi đã mất tới 5 năm để trải nghiệm và khi tôi viết lại nhật ký giao dịch và dần nhận ra tâm lý của mình mỗi khi giao dịch trong các cảm xúc khác nhau, khi đó tôi mới có thể nhìn nhận và kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ có trải qua rèn luyện bởi những tình huống thực tế trên thị trường
thì mới có được bản lĩnh này. Tin vui cho bạn là khi bạn đã lựa chọn đúng phương pháp giao dịch và bắt đầu rèn luyện kỹ năng giao dịch một cách bài bản như tôi hướng dẫn ở phần trên, thì bạn sẽ dần dần nắm được kỹ năng tối quan trọng này. Và bây giờ tới lượt bạn, bạn sẽ bắt đầu đầu tư vào loại chứng khoán nào? Bạn sẽ chọn phương pháp đầu tư nào phù hợp nhất với mình? Hãy cho tôi biết bằng cách để lại comment dưới đây. Và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh để nhận được nhiều giá trị hơn nhé.